đã là giải nhất trong cuộc thi The Voice vừa rồi nhá. Giải thưởng rất là cao đúng không? Ừ, ok. Kenny này, cô có một số câu hỏi muốn hỏi con nhá. Con đã mất bao lâu để có thể thực hành hát cái bài hát đó nhỉ? Ở lead đúng không? 30 phút để hoàn thiện cái bài hát đó. Wow, một khoảng thời gian rất là ngắn nhưng mà cũng đã rất là thành công đúng không? Cô thấy là con hát cũng rất là hay và con cũng rất là feel theo nhạc đúng không? Rất có tố chất làm ca sĩ, ok? Vậy thì Kenny này, con thấy là việc hát một bài hát tiếng Anh ấy nó có khó quá không? Không khó đúng không? Trong thời gian tới thì con có dự định hoặc là con có ấp ủ để con hát thêm những bài hát khác không? Ok, vậy cô chúc con sẽ thể hiện thật tốt những ca khúc mà con muốn thể hiện trong tương lai nhá. Ok, thank you. Hello Luke. Ok, hôm nay con đã nhận được giải thưởng rồi đúng không? Ừ, cô chúc mừng con đã nhận được giải thưởng nhá. Ừ, thế hiện tại cảm xúc của con như thế nào? Con rất háo hức và vui đúng không? Ừ, thì lúc nãy cho cô hỏi một chút là con mất khoảng bao lâu để con có thể hoàn thiện cái bài hát Party Little Monkeys nhỉ? Con mất khoảng 24 giờ 15. Ồ, tức là hơn một ngày. Ồ, cũng là một khoảng thời gian khá là dài đúng không? Ừ, ok. Vậy cô chúc mừng con một lần nữa nhá. Ok, bye bye. Hello Sherry. Hello teacher. Ok, con vừa mới nhận được giải thưởng đúng không? Vâng. Ừ, giải phấn khích trong cuộc thi The Voice vừa rồi. Vậy hiện tại cảm xúc của con như thế nào? Cảm xúc của con bây giờ là đang rất là vui. Ok. Sherry này, cô có một câu hỏi là con đã chuẩn bị và có ý định hát cái bài hát My Heart Will Go On lâu chưa? Con có ý định này từ lâu lâu rồi. Ok. Và đến cuộc thi lần này con đã thể hiện ca khúc đó đúng không? Vâng. Ok. Vậy thì trong thời gian tới thì con có muốn ra mắt thêm nhiều những cái video hát tiếng Anh nữa không? Có, con ra mắt thêm nhiều về Taylor Swift với cả Katy Perry. Con thích các ca sĩ đó à? Vâng. Ok. Vậy cô chúc con là sẽ có thể thể hiện thật là tốt những cái bài hát của các ca sĩ đó nhé. Vâng. Ok. Thank you so much. Goodbye teacher. Ok. Chào Mina. Ok. Con vừa mới nhận được giải thưởng trong cuộc thi The Voice vừa rồi đúng không? Vâng ạ. Con đạt giải gì đó? Con đạt giải khuyến khích. Ok, cô chúc mừng con một lần nữa nhá. Trong video vừa rồi thì cô thấy là con hát rất là hay và rất là hồn nhiên, rất là vui tươi và lạc quan, ok. Vậy thì cô có một số câu hỏi để với con này. Con đã nghe bài You Are My Sunshine lâu chưa? Con đã nghe cái bài này rất lâu rồi ạ. Hồi con lớp 2 ạ. Ok, tức là con đã nghe rất là lâu và con đã thuộc giai điệu của nó rồi đúng không? Ừ, vậy thì sắp tới con có muốn hát thêm những cái bài hát tiếng Anh vui vẻ, hồn nhiên như vậy nữa không? Có ạ. Ừ, vậy con thấy là cái việc hát một bài hát tiếng Anh ấy có khó không? Khó với con không? Con thấy nó không khó lắm đâu ạ. Vậy tức là trong thời gian tới thì con có thể hát thêm được nhiều bài hát nữa đúng không? Vâng. Ok, vậy cô sẽ chúc con là sẽ thể hiện thật tốt những ca khúc mà con có dự định, con ấp ủ con muốn thể hiện nhá. Vâng ạ. Ok, thank you so much, Mina, bye bye.